Em quay từ dưới lên trên để mình xem căn cho nó dễ chị nhá. Đây là từ bên ngoài này, hôm nay trời nắng cực kỳ xanh luôn. Đấy ạ, bên trên kia căn ở trên cao nhưng mà view rất đẹp. Ở bên dưới này có hồ thì đã làm rào chắn hết rồi, không lo trẻ em nó xa vào đâu. Còn khu này là tiệc nướng BBQ này. Đây là phòng đôi chị nhá. Giường các thứ là như ảnh luôn, rất là mới. Bàn rồi tủ ghế. Giường này giường 1m6 ở hai người, có trẻ em nằm rất ok. Đấy, view ra view phòng nào cũng có view đấy chị ạ. Đấy, cả phòng này nữa. Phòng này thì phòng đơn thôi. Nhà vệ sinh đi chị ạ. Đấy. Em đang có khách nên em quay tạm một số phòng này chị nhé. Đây là cái khu thể dục đây. Mấy máy thể dục tập gym á. Ban công ra đây view tuyệt vời. Đấy chị xem nhé, sân vườn bên dưới này, để em quay sân cỏ. Đấy, sân cỏ rất là xanh luôn. Máy tập cho những người yêu thể thao này, sáng ra này. Phòng khách ở bên trên tầng trên này nhá, có hai cái phòng khách trên và dưới á. Phòng này ngồi uống trà view cũng đẹp. Bên dưới này mình uống cà phê thì là có ô tre rồi. Ngồi dưới đây cũng thích. Ngồi cả sáng và tối đều thích. View ạ. Để phía dưới. Chỗ này là ngồi bàn ăn đây chị ạ. Thấy chị nhá. Chỗ này là khu nấu nướng đây, đầy đủ tiện nghi chị ạ. Phòng khách dưới này em lại chị đây ạ. Khách đang ngồi. Màn hình tivi lớn luôn, xem thích. Đây ạ. Chị bảo là chị thích cái căn nào có view đẹp mà 5 phòng ngủ. Thì em nghĩ là cái căn này ok nhất rồi. Rồi chị mà chê căn này thì đúng là em không tìm nổi cho chị một cái căn nào mà nó ok hết luôn ấy. Từ nội thất mới cho đến view đẹp, sân rộng, bãi đậu xe rộng. Khu này lại còn là khu biệt thự nữa, rất là an ninh. Đấy, em quay lại lần nữa cho chị xem nguyên căn này. Đấy, chị xem nhá. Hết xung quanh, quay lên quay xuống luôn. Đấy. Căn này là ok rồi đấy anh chị nhá. Chị xem có gì báo em ấy.